Kính chào quý khán giả. Vào ngày mai, nắng nóng sẽ giảm dần tại các tỉnh thành Bắc Bộ và chỉ còn xuất hiện cục bộ tại các tỉnh Đồng Bằng với nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ. Khu vực vùng núi nhiệt độ giảm xuống chỉ còn trong khoảng từ 29 cho đến 31 độ. Từ chiều tối và đêm mai, do chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa dông trên diện rộng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong khi đó, nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì tại các tỉnh thành từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, với nhiệt độ cao nhất tại khu vực này sẽ vẫn dao động ở ngưỡng cao từ 36 cho đến 38 độ, có nơi còn trên 39 độ. Gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên mưa dông cũng gia tăng tại các tỉnh thành Nam Bộ, có nơi còn có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ ngày mai tại đây sẽ giảm nhẹ và phổ biến trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ. Chuyển sang những thông tin về vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông. Vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Nam, khu vực Bắc Biển Đông đang di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc và có khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong vòng 24 giờ tới. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nên vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa dông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Trường Sa cũng có mưa dông, gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 gây biển động. Trong mưa dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh. Phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh và thành phố trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.